Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày mùng 1 tháng 11 2019 âm lịch. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật, niệm đến cùng, học đến tập 237. Mình mỗi ngày niệm Phật, để ý rằng là một câu A Di Đà Phật này áp dụng vào cuộc sống đời thường chúng ta rất là hay. Khi đọc những câu chuyện niệm Phật cảm ứng thì mình mới nhận thức sâu sắc là câu A Di Đà Phật này đều là áp dụng trong cuộc sống chúng ta, quý vị. Nếu như niệm Phật mà không dùng câu Phật hiệu này để áp dụng trong cuộc sống chúng ta thì uổng lắm đó. Có một câu chuyện niệm Phật cảm ứng. Cái người này ở trong một cái gian phòng rất là nhỏ, mà cái gian phòng này kiến nó cứ làm ổ và nó cứ bò tứ tung. Người niệm Phật này thường ngày niệm Phật và cũng nghe lời của chư tổ dạy, thì người này bàn luận với mấy con kiến, nói rằng
gian phòng rất nhỏ, tôi thường đi tới đi lui. Vô tình đạp các vị thì chúng ta sanh tâm phiền não không tốt. Mỗi một người chúng ta nên có một vị trí ở cho rõ ràng để đừng làm phiền với nhau. Nhưng mà người này dùng một cái tâm rất chân thành. Thì trong nhà Phật cũng có cái câu là chân thành thì cảm thông. Chúng ta có khi chúng ta cũng nói, nhưng mà chúng ta ngượng miệng thì sao? Nói mà trong lòng mình nghĩ không biết nó có nghe không thì không có cảm thông nhau. Người ta nói là người ta tin chắc rằng là nó nghe, và người ta có sự chân quý vô cùng người ta nói, chứ không phải là như mình nghe như vậy rồi mình cũng nói, nhưng mà trong lòng mình nó nửa tin nửa không. Nói mà nói mắc cỡ lắm, nói mà còn quay đầu này quay đầu kia coi có ai nhìn thấy mình nói không nữa, thì nó không có cảm thông, nghe không? Nhớ. Còn cái người này thì người ta nói chí thành lắm, nên gọi là chí thành cảm thông mà. Rồi xong người này nói tiếp là các vị chắc chắn là đói nên mới đi tìm thức ăn, mới bò tứ tung như vậy. Thôi bây giờ tôi bàn với các vị, mỗi ngày tôi để một miếng thức ăn ở ngoài gốc cây này nè, rồi các vị bò ra đó để ăn đi, đừng có bò tứ tung trong gian phòng tôi. Tôi dẫm đạp, tôi không muốn như vậy. Khi ông này nói xong như vậy thì khoảng chừng ba ngày. Ngày thứ nhất, ngày thứ hai, ông thấy gì đâu mà nó tập trung càng đông nữa. Ông nghĩ rằng chắc ông nói nó không tiếp nhận. Nhưng mà không ngờ là từ ở dưới ổ kiến là nó tập trung nó bò lên hết. Để anh chị vị biết không, dọn nhà thì mỗi một con thì tha một miếng đất đi, đồ đạc gì thì tha đi. Thì trong hai ngày qua tới ngày thứ ba thì dọn đi sạch nhách hết trơn luôn. Ngày thứ ba là dọn hết. Rồi ông đúng như lời hứa, mỗi ngày ông để một chút thức ăn ở ngoài gốc cây cho ăn, dọn nhà đi ra khỏi phòng hết luôn. Thì câu chuyện này những đức đọc qua, vị đó nói rằng là rõ ràng loài động vật nếu chúng ta chí thành từ bi đến với chúng nó thì vẫn là hợp tác rất đặc biệt. Hợp tác. Loài vật mà còn có thể hợp tác được với mình mà. Vậy thì con người không hợp tác với mình là lỗi do mình đó. Lỗi do mình là chắc chắn. Nên chúng ta tự xem xét lại mình rồi cố gắng niệm Phật, tiếp tục dụng công. Cũng như Ấn Tổ, Ngài cũng kể câu chuyện trong gian phòng nhỏ của Ngài, ruồi mũi kiến nó cũng đến rất là đông. Người chăm lo cho Ngài muốn bắt mấy con vật đó đem đi. Ấn Tổ thờ đó tuổi cũng chưa có lớn quá, chưa già, thì Ngài nói một câu rằng thôi cứ để tự nhiên đi. Sự tu đạo của ta chưa đủ đức, cứ để tự nhiên. Thì Ngài dụng công sau này
Từ từ rồi mấy con ruồi mũi kiến nó tự dọn đi hết luôn. Và đọc trong câu chuyện của Ấn Tổ là khi sau này Ngài đi đến bất cứ nơi nào Ngài ở thì tức khắc là nơi đó rất sạch sẽ, ruồi mũi kiến đều tự dọn đi ra ngoài hết, cảm đức hạnh của Ngài. Thì nơi nào chúng ta ở mà ruồi mũi kiến nhiều thì chúng ta biết mình sao rồi đó. Thì chúng ta cố gắng niệm Phật. Rồi Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài cũng kể một câu chuyện khi Ngài ở bên Úc Châu, nơi đó nhà cửa mới cắt. Ngài giảng thuyết, Ngài nói rằng là nhà cửa mới cắt mà xuất hiện rất là nhiều kiến. Khi buổi sáng Ngài đi vào nhà vệ sinh thì rất là nhiều con kiến nó ở trong nhà vệ sinh sẵn trong đó. Thì Ngài bước vào, Ngài thấy, thì Ngài chắp tay lên, Ngài nói rằng: Bồ Tát kiến, nơi này tôi cần dùng, tôi đi ra bên ngoài niệm Phật khoảng nửa tiếng đồng hồ, nửa tiếng sau tôi trở về đây tôi sẽ dùng chỗ này, các vị có thể tránh qua chỗ khác cho tôi cần dùng chỗ này. Rồi xong Ngài đi ra ngoài, Ngài đi niệm Phật kinh hành khoảng nửa tiếng, trở lại. Thì đây là chính lời của Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không, Ngài giảng thuyết, Ngài nói rằng khi trở lại không còn một con kiến nào ở vị trí nhà vệ sinh hết, đều bò ra ngoài hết hoàn toàn. Đó. Nên là chúng ta nghe những câu chuyện này thì câu đầu những đức nói á, niệm Phật để áp dụng trong cuộc sống hàng ngày mà. Thì mỗi một gia đình chúng ta đều có ruồi mũi kiến, chúng ta đừng nên mua thuốc xịt giết nó, mà chúng ta nên dùng tâm trí thành niệm Phật hồi hướng cho chúng, và nên bàn luận với chúng làm sao cho hợp lý. Giống như chúng ta đói thì cũng biết đi kiếm ăn, thì chắc là chúng đói nên cũng biết đi kiếm ăn đó. Chúng ta đừng tức giận rồi mua thuốc xịt chết, tạo thêm nghiệp báo rất là nặng nề, không tốt. Nhớ không tốt đâu. Chúng ta là người biết tu hành, biết niệm Phật nên dùng tâm trí thành. Chùa của mình á, những đức hướng dẫn mấy cô cũng chân thật là mỗi một vị trí các cô đều để một miếng bánh bóp nhuyễn ra cúng dường cho các Bồ Tát kiến. Những đức thấy nhà kho mình cũng rất sạch, rất là sạch sẽ. Hồi xưa sống dưới quê, nhà mình có chút xíu à, vậy mà để một chút đồ thôi thì kiến gián bò lại phá rất là nhiều. Nhưng mà ngôi chùa rộng như vậy, trong nhà kho rất nhiều thức ăn mà rất sạch sẽ quý vị. Vì sao? Vì có để thức ăn riêng cho chúng dùng. Đó là chỗ mình cho người ta có cuộc sống mà, thì người ta cũng không có phá hoại. Đây là những đức thấy rõ ràng. Còn xung quanh chùa mình các cô để những cái lon á, rồi đục cái lỗ nhỏ. Các cô á, những đức thấy vài ngày các cô đi thay bánh, miếng bánh nhỏ nhỏ đít thôi à, thì theo những cái cây những con kiến bò vào ăn. Nhưng nhớ đừng nên để đường, đừng nên để bánh mà có đường, tại vì khi nó bò vào nó dính trong đó nó chết, phải nhớ. Thì thấy làm gì rất là hay, khi đọc lời của chư tổ thì thấy cũng rất phù hợp. Cuộc sống này gọi là cuộc sống nhân sinh, rõ ràng một câu vật hiệu có thể áp dụng trong cuộc sống đó quý vị, hay lắm á, nên áp dụng trong cuộc sống đi. Đây là những điều những đức chia sẻ mà công chúng bên ngoài khi nghe được chúng ta nên truyền miệng. Khi gặp gia đình ai mà có ruồi mũi kiến nhiều mà người ta dùng thuốc người ta xịt chết thì mình nên chỉ người ta không có tạo nghiệp mà còn quá giải oan gia. Nhớ bất cứ chúng sanh nào đến với mình đều là có duyên đó. Từ khi là trở ngại đại chúng thì chúng ta coi tiện bề sắp xếp. Còn nếu như trở ngại riêng mình thì phải cố gắng dụng công.
để hóa giải. Đây là điều tốt nhất. Còn khi những đức đọc thêm một câu chuyện cảm ứng này nữa quý vị. Người con này bắt hiếu với mẹ, nói những lời là mẹ đau lòng. Người mẹ đau lòng quá, người mẹ bỏ nhà đi, đi đến nhà con gái ở. Con gái ở phương xa. Thì người con gái này thì lại có hiếu. Người con gái này khuyên mẹ thôi, mẹ ở với con đi, mẹ đừng có đi về nhà nữa, tại vì anh không có hiếu với mẹ. Rồi người mẹ cũng được con rể cũng quý, cũng khuyên thôi mẹ ở đây đi. Thì người mẹ này cũng vui lòng, cũng ở lên nhà con gái. Thì bà ở nhà, bà cũng phụ giúp gia đình. Có thời gian thì cũng lau mình, tắm rửa cho cháu mình. Đó là cái chỗ mà nhiều người già đi đến nhà con thì thật sự mà nói thì rảnh nó không quá, có khi mình cũng chịu nổi. Nên phụ con cháu mình chút xíu trong chuyện gia đình, lau nhà, dọn dẹp được thì cũng làm đó. Thì bà cụ bà ở đó một thời gian thì bắt đầu là bà dẫn cháu đi ra đường đi coi hát. Thì tự nhiên sao chiếc xe nó đang chạy, nó tông ngay bà. Tông ngay bà thì bà đập đầu vào cái lề đường thì bà chết tại chỗ. Còn đứa cháu thì không sao chứ, không sao. Thì con gái bà cũng mời người đến niệm Phật đồ cho bà xong rồi. Làm đám đồ. Thì con trai bắt hiếu đó đó, nghe tin như vậy thì cũng đến. Thì con trai thì thường cầm lư hương đi trước. Chàng này lúc đó trở thành hiếu tử, vừa đi vừa khóc, thúc thích khóc, khóc lóc kêu gào này kia đồ. Thì đang đi vậy, tự nhiên bỗng đứng lại, dừng lại. Và người cứng đơ hết, rồi mắt rồi trợn trắng lên, thở không ra hơi được, giống như là có người mà bóp họng hoặc là đè cứng người luôn vậy đó. Thì nhà của cái vị này thấy như vậy, mà vị này là chuyên niệm Phật. Câu chuyện rất đọc nha, chuyên niệm Phật. Khi thấy ổ đám ma đang càng chống đồ ẩm ỉ mà tự nhiên sao ngưng lại mà nghe la sùm hết trơn nha. Tại vì cái người con trai này mắt trợn trắng lên rồi thở không nổi, gia đình la sùm hết. Thì cái cô này cổ niệm Phật, cổ nghe gì, cổ mới bước qua, cổ coi thử. Thì cổ vừa nhìn thấy cái cổ cũng hoảng sợ, có nghĩa là cô niệm Phật này cũng phải chưa đạt công phu gì đâu, cổ gặp cổ sợ lắm. Mà lúc đó cổ hoảng sợ lên thì tự nhiên cái chủng tử niệm Phật của cổ quen á, bắt đầu là cổ niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Mà cổ quá sợ rồi, cổ tự nhiên cổ khoát lên cổ niệm quá trời lớn, cổ niệm thôi đừng có nói nữa, niệm khoảng chừng 2 phút thôi. Thì tự nhiên trạng thái của cái người con trai này tự nhiên từ từ tỉnh lại và trở lại trạng thái bình thường luôn. Thì mọi người mới hỏi là vì sao tự nhiên như vậy. Nói là lúc mà đưa đám mẹ tôi đó thì linh thức của bà bóp cổ tôi, bà đè tôi, bà nói rằng là bà đòi mạng tôi. Thấy không? Không đơn giản đâu nha quý vị. Nên chết mà cái kiểu như vậy nó có khi trở thành ma cô hồn, rồi nhiều năm vẫn còn trở thành quỷ. Rồi cái tâm của mình là cái tâm xấu xa, phước giảm. Đến lúc là những cái phần vô hình đó người ta xử mình được đó. Thì cái cảnh giới đó chỉ có cái chú này ổng mới thấy được thôi. Thì hỏi là nói rằng là mẹ tôi bóp cổ tôi,
Bà đè tôi xuống, bà nói bà phải đòi mạng tôi. Nhưng mà nhờ tự nhiên sao cái tiếng niệm Phật gì mà lớn quá, mà lúc đó tôi cũng được nghe cái tiếng niệm Phật đó. Rồi tự nhiên rồi khi mà cái linh hồn mẹ tôi bà nghe được câu Phật hiệu, tự nhiên bà buông tay ra ra. Và cái gương mặt của bà nó không còn săn hẳn ghê gớm nữa. Thì quý vị phải biết được rằng là câu Phật hiệu quá đại từ đại bi. Dù là cái cô kia là không phải cô mà gọi là bình tĩnh niệm, nhưng mà lúc đó cô quá sợ nên cô niệm câu Phật hiệu này là niệm quá sợ, cô không còn một chút vọng tưởng nào có thể gọi là, lúc đó cô nhất tâm cô niệm luôn đó quý vị. Vì quá sợ nên niệm câu Phật hiệu 2 phút, nhưng mà niệm quá lớn tiếng, niệm lớn tiếng như lắm, và như là nhất tâm để niệm câu Phật hiệu lúc đó. Thì cái câu Phật hiệu niệm lúc đó nó mới vang vọi vào trong cái nhĩ căn của những con người sống, con người chết này. Thì câu Phật hiệu đại từ đại bi và vô lượng công đức, khi cặp mắt thường chúng ta không thấy, nhưng mà khi mà người kia mà tiếp nhận nghe được rồi thì họ có cảm giác tức khắc cái tâm sân hận giảm xuống, nên buông người con này ra, người con này trở lại trạng thái sống sót. Và từ lúc đó đó thì người con này mới tỉnh và nghĩ rằng mình làm việc ác nên mình gặp cái quả báo ác như vậy. Từ hôm nay mình phải lo tu nhân tính đức lại và biết niệm Phật và cảm giác câu Phật hiệu đặc biệt như vậy. Và câu Phật hiệu đã cứu được mình, nên người con này phát tâm niệm Phật rất là tinh tấn. Đây là một câu chuyện quý vị thấy rõ ràng là câu Phật hiệu áp dụng trong cuộc sống hàng ngày không? Rất rõ ràng, câu Phật hiệu áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Rất là hay. Nên là mọi người chúng ta nghe, chúng ta dùng những câu chuyện này để kể tiếp tục. Kể chuyện trong Phật Pháp rất là hay. Rất là hay, nếu mà chúng ta mà đọc một câu chuyện mà khả năng nhớ chúng ta cao độ, đọc qua một lần thôi là chúng ta có thể kể cho người khác nghe, còn đặc sắc còn hay nữa. Mà người nghe có sự thu nhiếp cao độ lắm. Còn thêm một câu chuyện niệm Phật cảm ứng này rất là hay nữa, kể cho vị nghe nè. Có một cái làng này, hình như là suốt mấy năm có những cái dạng người chết như vậy. Người này đang khỏe bình thường vậy đó, hoặc là đang đứng chơi bình thường vậy đó, thì tự nhiên á họ té lăn ra và chết. Mà năm nào cũng là bị 2-3 người như vậy, cái chết tương đồng là giống giống nhau vậy đó, chết như vậy đó. Thì đến cái câu chuyện này thì cái cô này đi đến một cái tiệm này mua đồ, thì tự nhiên tại vì cô không chết nên mới kể được câu chuyện này. Thì cô nghe là ở ngoài đường đang đánh trống mà âm vang vang vội mà la lối đồ. Cô nói ủa sao mà bữa nay ngoài đường gì đâu mà đánh trống lớn vậy mà la lối sùm vậy ta. Thì quý vị biết rằng là cô bước ra ngoài chút xíu cô coi coi cái gì. Thì cô bước ra thì cái cảnh giới của cô nó phù hợp với cái đó. Cô thấy rằng là những người lạ lạ không à, mà họ đang ginh kiệu rồi đánh trống rồi la lối sùm. Cô vừa nhìn thấy một cái thì tự nhiên cái đầu cô giống như nó muốn nổ tung lên vậy đó. Rồi tự nhiên cô té ngã ngang vậy đó. Tức khắc lúc đó có một người biết niệm Phật thì bắt đầu là bước đến, thấy như vậy một cái là niệm câu Phật hiệu lên: A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Cứ niệm như vậy. Vậy đó mà câu Phật hiệu niệm lên vậy mà cứu được cô này. Thì cô này không có bị cái chết như những người mà suốt mấy năm chờ mà trạng thái chết giống hệt như vậy luôn. Mà cái cô này là được niệm Phật. Thì khi mà cô này tỉnh lại hỏi thì cô mới kể ra câu chuyện này. Thì trong câu chuyện này người ta kết luận rằng là đó gọi là ác quỷ ác thần. Loài ác quỷ ác thần. Khi mà nghiệp duyên của người này đến lúc
đến rồi thì tự nhiên họ sẽ có thể bắt hồn người này đi được, gọi là ác quỷ ác thần. Câu chuyện này những đức đọc qua. Và niệm Phật có thể cho ác quỷ ác thần tránh xa, không có thể nào làm tổn hại người này được, rất rõ ràng. Từ nơi đó mà trong gia đình của mình, người thân mình mất rồi mà thường về mà nhập xác vào con cháu. Chúng ta đọc trong kinh giáo, Đức Phật cũng dạy, và lời chư tổ cũng có dạy. Đây là hạng gì quý vị biết không? Là đứng vào vị trí quỷ đó quý vị. Tại vì đã nhiều năm rồi chưa siêu thoát thì cảnh giới của quỷ đạo, quỷ đạo. Nên thường tới lui về nhập xác vào người thân nào mà phù hợp với họ, mà chắc chắn rằng người thân đó là không có tu, và người đó rất yếu về linh thức, thì người ta mới nhập vào xác được. Còn nếu như người này mà có tu hành, họ biết niệm Phật, họ là một con người rất bình thường mà biết niệm Phật, thì vị biết rằng không thể nào nhập vào người ta được đâu. Đến gần cũng khó rồi đó, đừng có nói mà nhập vào người ta. Nên chúng ta nghe qua những câu chuyện này nè, trong gia đình mình mà để máy niệm Phật là hay lắm đó quý vị à. Trên bàn thờ mà để máy niệm Phật xuyên suốt luôn rất là hay đó, giúp cho tất cả người thân trong gia đình của mình có thể bị ảnh hưởng câu Phật hiệu này. Và mình thường nhắc người thân trong gia đình mình rằng nhớ cố gắng niệm Phật nghe con cháu, khi gặp bất cứ sự cố gì cố gắng niệm câu Phật hiệu này, rất là hay đó. Mình nhắc nhở người như vậy đó. Nhắc nhở người như vậy đó. Nên trong gia đình mà có người tu thường nghe pháp niệm Phật đặc biệt lắm, rất là đặc biệt quý vị à. Chỗ này hay lắm. Nên những câu chuyện này những đứa kể lên, nhiều người nghe họ cũng sẽ thấy những sự việc đó, họ biết cách giải quyết như thế nào, giải quyết cách nào tiện nhất. A-di-đà Phật. Chúng ta đã từng tụng kinh Vô Lượng Thọ, tụng kinh A-di-đà. Chúng ta nên nói thế giới cực lạc thù thắng trong kinh đó cho những người nhập xác đó nghe. Bằng cái tâm chân thành mình nói, mình không có bắt ép người ta. Nếu người ta không nghe thì thôi, chúng ta niệm một câu Phật hiệu cho họ nghe, chứ đừng có bắt ép. Vì bắt ép sẽ sanh ra quán thù. Nhớ nghe, bắt ép sẽ sanh ra quán thù. Thí dụ như người này bị ma tà dẫm dựa, chúng ta chỉ dùng chung đạo để phiên về nhân quả thôi, tuyệt đối chúng ta không có dùng bùa chú để mà yếm hoặc là chấn người đó ở nơi đó, không có làm được như vậy. Vì làm như vậy sẽ gây ra quán thù lâu dài nữa, giống như quán thù càng tăng thêm quán thù. Đừng có cái tâm chấn yếm người ta. Nhớ, mình chỉ cần chân thành niệm Phật thôi, từ câu Phật hiệu này từ bi, nên hóa giải cái tâm quán thù đó. Phải nhớ, chân thành thì cảm thông, chân thành thì cảm thông. Phải nhớ. Nên khi chúng ta học đạo á, mà mình mà thấy những người á mà dùng bùa chú để chấn yếm người ta thì mình thấy không có đúng rồi, không phải đi vào con đường của Phật dạy đâu. Chấn yếm người là không đúng đâu quý vị à. Không có nghiệp quả không đến tìm mình. Phải nhớ, từ nơi đó mà đến tìm mình là có nghiệp quả với nhau. Thí dụ như mình thường nói xấu người nên người nói xấu mình thôi. Việc này là việc dĩ nhiên thôi. Nên đặc sắc nhất là chúng ta cảnh tỉnh mình, giảm nói xấu lại.
Cũng như cái miệng những đức á, nói xấu người khác nhiều. Lúc xưa mà nói xấu người khác là rất nhiều. Khi lên nói chuyện là nói xấu người khác không à. Cũng khỏi cần phải minh bạch gì cả, cứ tóm tắt là nói xấu người khác đi. Nhưng mà những đức thấy rằng là niệm Phật trong 10 năm nay, quý vị coi để ý những buổi nói chuyện của những đức, càng ngày càng giảm nói xấu người lại, đúng không? Như vậy là có lợi ích rồi đó. Ừ. Từ một kẻ phàm phu thường thích nói xấu người khác, mà niệm Phật từ từ, quý vị coi những đức nói chuyện ít nói xấu người khác lại rồi đó. Cứ như vậy mà tiếp tục tu thì từ từ sẽ nghĩ nói xấu người khác, vì biết đủ rồi. Mình cũng thật lòng muốn nói cho người ta sửa, nhưng mà thấy rằng có quả tai, cảnh tỉnh khi có công phu một chút thì từ từ chúng ta sẽ nghĩ nói. Vậy thì mình niệm Phật có kết quả. Còn nếu như chúng ta ngày xưa không nói xấu mà sau này lại nói xấu thì nên cảnh tỉnh chính mình, phải nhớ. Nên những đức thấy rằng chúng ta chỉ cần dùng cái miệng niệm Phật cho nhiều thì chắc chắn rằng sẽ giảm nói xấu, rồi từ từ chúng ta sẽ ít nói và từ từ sẽ hết nói. Tại vì cái miệng niệm Phật lâu ngày thành quen, chỉ dùng cái miệng niệm Phật. Khi cái miệng niệm Phật nhiều thì chúng ta sẽ thường nói Phật Pháp, và chúng ta khi nói Phật Pháp chúng ta cũng không có tâm chỉ trích nữa. Nhưng mà mình là phàm phu nên mình cảnh tỉnh mình từ từ, rồi mình sẽ giảm giảm từ từ. Những đức thấy như vậy là có kết quả rồi. Cứ từ tốn, chúng ta đi chậm mà chắc. Giống như con rùa, tuy nó bò chậm nhưng vẫn tiến đến mục tiêu mà nó chọn, nên nó dẫn đến mục tiêu mà nó cần đến. Nên chúng ta cứ có mục tiêu chuẩn đi. Một đời của mình niệm Phật là muốn sanh về thế giới cực lạc, chúng ta nên có mục tiêu chuẩn đó cho chắc chắn. Đừng có bỏ cuộc giữa chừng, cứ giữ tiêu chuẩn đó đi chậm mà chắc. Nên qua những câu chuyện này đó, thì đại chúng trong chùa hay khắp nơi mọi người chúng ta nghe được, quý vị phải nhớ rằng là tụng kinh ra tiếng và niệm Phật ra tiếng rất là lợi ích. Rất là lợi ích, lợi ích rất là lớn. Nhớ chỗ này, xin thưa quý vị rằng là những đức làm thấy có kết quả. Khi những đức tụng kinh và niệm Phật rất là có tiếng, rất là có tiếng, và từ đó tới giờ những đức rất là tán thành cái việc niệm Phật tụng kinh ra tiếng. Khi những đức niệm Phật tụng kinh, những đức không có dùng cái trạng thái cặp mắt mình mà nhìn tượng Phật, hoặc là mình chú tâm vào một điểm gì quá cao độ, không có. Mà đều là dùng trung đạo hoàn toàn hết, quý vị à. Để ý đi, khi mình niệm Phật mà mắt mình nghĩ rằng nhìn Phật để ít vọng tưởng, nhưng mà quý vị nhìn một chút hình như là cảm thấy rằng thần kinh mình căng thẳng lắm á. Nhưng nếu quý vị chỉ cần chân thành niệm thôi, giống như tất cả những tiếng động xung quanh hay những cảnh viên bên ngoài chúng ta đều không có quan tâm đến. Chúng ta chỉ cần lúc niệm Phật đó, chỉ cần phát âm niệm Phật ra tiếng, chỉ cần niệm là được rồi, thì quý vị sẽ có cảm giác đặc biệt lắm. Hình như là niệm trong một thờ công phu của mình thấy rất là đặc biệt, rất là đặc biệt. Đó nên những đức thấy rằng là một số người dụng công, quý vị hơi cực đó, có khi thấy cặp mắt cái chẩn trắng nhìn Phật, hình như chỗ này thấy không bình thường, thấy không bình thường. Khi tụng kinh thì không có đọc, ngồi im im như vậy không đọc, không tốt đâu. Quý vị không có giúp ích được cho người còn sống và phần vô hình đi theo mình đâu. Nhớ. Và trạng thái tu của mình hình như là nó không thoải mái từ tâm. Phải nhớ rằng là đọc kinh ra tiếng, niệm Phật ra tiếng, đây là lời chư Phật chư Tổ dạy rất là hay, mà chúng ta kiểm nghiệm qua cái căn cơ của mình trong thời mạt pháp này, gọi là tâm thô thì tâm loạn rồi, chí thiện là chí cạn. Đã là tâm thô chí thiện thì phải dùng âm thanh để được nghe, nên mỗi người cùng đồng âm thì tự nhiên nó phát lên cái lực. Thí dụ như người này dù là thường bị hôn trầm, nhưng nhờ cái lực tụng kinh của đại chúng, cái lực niệm Phật của đại chúng cùng cộng lực phát âm, như vậy thì hỗ trợ cho cái người mà đang bên cạnh mình họ được tỉnh táo. Đó gọi là tự lợi và lợi tha. Nhưng những đức thấy cái chỗ niệm Phật ra tiếng rất là hay, tụng kinh ra tiếng rất là hay, làm cho trạng thái của mình khi tu một thờ hình như là nó có một cái lực gì của cơ thể mình phát triển rất là mạnh liệt, quý vị. Bây giờ chúng ta thí dụ chỗ này thì quý vị sẽ hiểu liền. Một chiếc xe nếu chúng ta không đem ra chạy
chúng ta để nó nằm im trong nhà thời gian, khi đem ra đề máy có khi nó không chạy, phải đề một chút hoặc đạp một chút nó mới nóng máy rồi nó chạy. Như vậy thì một con người chúng ta nếu mà khỏe, bắt chúng ta nằm một chỗ một ngày, hai ngày, chắc chắn người này sẽ không khỏe nữa và trở thành bệnh. Nên chư tổ mới dạy là luyện thân phải động, luyện tâm phải định. Thân động thì chúng ta nghĩ rằng tụng kinh niệm Phật là phải ra tiếng, và lễ Phật là thân cũng động. Tâm tịnh là miệng niệm Phật, tai nghe là tâm tịnh. Chúng ta cứ dùng như vậy thôi, lâu dài nhất định sẽ có kết quả. Chắc chắn rằng cứ tu như vậy đi, nó sẽ không có tác hại. Nhớ những đức thì nghe những lời chư tổ chỗ này lợi ích, và chính mình cũng hành trì thấy có lợi ích. Thật sự quý vị rằng những đức niệm Phật tâm không có thanh tịnh gì hết, nhưng mà những đức niệm Phật rất là thích câu Phật hiệu. Khi những đức niệm nó giống như là một dòng nước chảy vậy đó, rất là xuôi dòng. Tôi không có nói rằng tâm tôi thanh tịnh gì, nhưng mà câu Phật hiệu tôi niệm nó không có bị trở ngại gì hết á. Tôi niệm rất là suôn, không có trở ngại gì hết. Thì quý vị thấy những đức ít học, nhưng mà những đức tụng kinh thu âm, quý vị thấy không? Khi quý vị nghe mỗi ngày đó, khi mà lời tụng kinh nó có một cái âm hưởng gì mà quý vị nghe, có những người, người ta nghe những đức tụng tự nhiên người ta rơi nước mắt. Cái lời tụng kinh và lời niệm Phật những đức nó có một cái âm hưởng gì đặc biệt lắm ở bên trong á. Thì nhiều người nghe, quý vị để ý đi, nó có một cái sự du dương gì bên trong á. Những đức cứ thành tâm mà niệm mà đọc thôi. Nên phiên quý vị khi đọc kinh niệm Phật nên ra tiếng, nên ra tiếng. Thí dụ như mình thường bị hôn trầm, khi những đức nói chuyện như vậy, quý vị có thể ngồi bên dưới, có thể nhép môi niệm Phật được đó. Khi nhép môi rồi nó làm cho mình không có hôn trầm. Quý vị phải nhớ rằng là có thể lỗ tai nghe được vài ba câu còn hơn là chúng ta không nghe được gì. Chúng ta tính vào kẻ phàm phu của chúng ta, có thể được một chút thì lỡ một chút. Còn nếu như chúng ta ngồi ngủ gà ngủ gật, chúng ta không được gì cả, cũng không được câu Phật hiệu nào, mà cũng không được nghe được câu pháp nào. Nên áp dụng đi, có kết quả chắc chắn. Nhớ tụng kinh ra tiếng, niệm Phật ra tiếng, kết quả này rất thù thắng, mà giúp cho cái khí lực của người này rất là mãnh liệt, rất mạnh. Con người mà đọc kinh ra tiếng, niệm Phật ra tiếng thì cái khí lực và sắc diện người này rất khỏe, rất khỏe. Quý vị biết rằng là một con người mà nói chuyện mà dõng dạc thì có nghĩa là khí lực người này mạnh. Một con người nói chuyện mà nói không nổi là khí lực người này yếu. Quý vị phải công nhận chỗ này. Khi một con người này mà ở ngoài đời không tu, họ nói chuyện dõng dạc, thì quý vị sẽ biết được rằng là con người này tính tình rất nóng nảy và rất là khó chịu. Cái tiếng nói mạnh mẽ, khi đụng với họ thì họ cũng là một con người không dễ chịu đâu. Nhưng khi con người này đi tu rồi mà cũng có cái lời nói mạnh mẽ và khí lực rất là mạnh, thì từ nơi đâu? Thì con người này cũng có tâm lực giải thoát cao, nên cái lời nói của họ mới mạnh được. Phải nhớ, thí dụ như người này có tâm giải thoát mạnh thì lời nói cũng mạnh, xác quyết. Và khi họ nói chuyện ra là do gì? Họ không có dính líu những việc của trần cảnh, nên họ nói rất mạnh. Họ không có sợ người khác bỏ rơi họ, hoặc là việc này việc kia người ta không đem vật chất cho họ, nên họ nói rất là mạnh, nên rất là tự nhiên. Còn nếu như chúng ta còn bị dính đầu này, dính đầu kia, dính đầu nọ, thì khi quý vị nói, quý vị rất dè dặt vì sợ, sợ dính một số điều mà mình đã từng phạm, và dính những chỗ với những người nào, hoặc là người ta giúp đỡ cho mình cái gì. Nhưng bây giờ nếu mình nói buông xả mà nói không khéo thì coi chừng những người đã trở mặt với mình. Thí dụ như ở đây chúng ta chỉ lo tu thôi. Thật sự mà nói, những đức không có quan niệm cái việc quý Phật tử về chùa cúng dường tiền. Đây là nói rất thật lòng. Từ đó tới bây giờ, từ khi những đức đi xuống đây tới giờ, những đức đã từng nói câu này rất nhiều lần. Khi nhờ ai mua cái gì thì tuyệt đối là tôi phải trả tiền. Còn nếu quý vị muốn cúng là nhất định phải tự tay mình đi đến chùa bỏ vào ngôi tam bảo cúng.
Còn điều thứ hai là khi nhận đức nhà, quý vị mua cái gì? Quý vị muốn cúng là cúng thêm, chứ không phải là cúng cái số mà tôi nhờ mua. Vì cái số mà tôi nhờ mua thì tôi đã tính được cái khoản tiền trong túi tôi trả, tôi tính rồi, tôi mới mua như vậy. Thí dụ như hôm qua nhận đức nhờ một cái chú trong chùa mình điện lên trên thành phố đặt giùm cho nhận đức 20.000 cái dòng A Di Đà Phật để dịp Tết năm nay á. Qua khoảng mùng 1, mùng 2 mấy ngày Tết á, thì có nhiều Phật tử giảng lai mà các tỉnh thành người ta ghé ngang chùa mình đó, thì 20.000 cũng không đủ đâu. Nhưng mà mình thấy khả năng mình có thể làm nhiêu thôi à. Nên những đức nhờ cái chú trong chùa điện thoại, nhờ cái cô trên thành phố đặt giùm 20.000 cái dòng đó. Thì những đức đã tính được là 20.000 đó những đức đủ tiền những đức trả rồi. Mình đã tính rồi, nên không bao giờ có cái chuyện mà nhờ đặt giùm rồi quý vị tự trả tiền. Điều này là mai mốt chúng ta không có nhờ nhau được nữa. Vì nhờ người ta mà người ta trả tiền như vậy thì miệng mồm nào mai mốt để nhờ người ta nữa. Nếu mình nhờ tiếp tục hoài như vậy thì không khác nào mình lại lợi dụng. Biết rằng là trong Phật Pháp nhưng mà lúc vui thì thôi, mà lúc buồn người ta nói mình lợi dụng, phiền lắm. Nên những đức có làm vậy. Đã nhờ thì nhất định tôi đã tính rồi, tôi có tiền đó tôi để dành rồi, để tôi trả số tiền đó cho xong. Còn quý vị nếu muốn cúng là phải đặt thêm. Thí dụ như tôi đặt 20.000, quý vị đặt thêm 10.000 nữa, thì 10.000 đó là con phát tâm con cúng, thầy tặng giùm cho con. Còn 20.000 mà con đặt giùm thì thầy cứ gửi tiền cho con để trả tiền cho người ta. Rõ ràng xong thẳng, mai mốt khỏi nói vòng vo. Từ khi những đức hành đạo tới bây giờ, những đức chưa từng thấy một vị Phật tử nào đến đây hoặc là người đó có thể nói vòng vo với những đức những việc này. Chỉ có những người không hiểu, họ không phải trong cuộc đó, họ mới nói tầm bậy thôi. Thật sự mà nói, đây là từ khi những đức hành đạo tới giờ rất rõ ràng việc này. Những đức đã tính được cái việc làm việc với phái nữ. Phải rõ ràng, khi thương thì họ đội trên đầu, nhưng khi họ không thương thì họ phê bình và nói đủ thứ. Nên những đức đã tránh cái chuyện khi nhờ họ mà không rõ ràng về tiền bạc. Nên chỗ này những đức chia sẻ lên để anh em khi làm việc phải rõ ràng đó. Nên chùa chúng ta từ đó tới giờ đã làm như vậy, thì cứ như vậy mà làm nó, nên rất là tiện lợi, rất là tiện. Cũng như vía Phật A Di Đà sắp đến, chúng ta năm nay sẽ tổ chức bên Đại Tùng Lâm ngày 16 buổi chiều, thì quý Phật tử 4 giờ có mặt tại Đại Tùng Lâm 16 âm lịch. Thì chúng ta ở phương xa khắp nơi đi về trước, thì quý vị có thể ghé Tổ Đình Hộ Pháp. Nếu mà chúng ta dự được ngày 17 bên Tổ Đình Hộ Pháp với Di Đà, thì quý vị có thể ghé ngang Tổ Đình Hộ Pháp, đồ đạc để ở vị trí nào ở đây để sẵn hết đi. Thì chúng ta chiều lại đó, qua bên Đại Tùng Lâm dự chương trình đó. Bên Đại Tùng Lâm năm nay chúng ta tổ chức, rồi xong sẽ đi kinh hành xung quanh cái ao Liên Trì của Hòa Thượng, rộng lớn lắm, niệm Phật chắc là một cảnh quan đặc biệt lắm đó, đặc biệt. Thì quý vị để đồ đạc đây sẵn hết để đi qua bên đó tổ chức, chúng ta không có xách đồ tùm lum theo. Và bên đây có ban tổ chức sẽ coi ở đây đàng hoàng hết, không có lu bu lộn xộn. Rồi xong chúng ta khi mà tổ chức xong rồi thì quý vị trở về Tổ Đình Hộ Pháp, chúng ta ngủ một đêm. Thì ngày mai là ngay ngày 17 là ngay ngày vía Đức Phật A Di Đà, thì bắt đầu là tiếp tục chúng ta dự thêm được một ngày nữa. Nguyên ngày đó chúng ta được phóng sanh 4 thờ và có cúng thiết thực, đem công đức mà cả ngày đó số lượng người rất đông cùng tu để hồi hướng cho củ quyền thất tổ, ông bà cha mẹ hoặc người thân của mình mắc. Chúng ta dùng cách này để hồi hướng rất là thù thắng quý vị, rất là thù thắng. Nên á, những đức hướng dẫn như vậy đó rất là tiện lợi cho quý vị. Chứ nếu qua bên Đại Tùng Lâm rộng đông người mà cầm đồ tùm lum tùm la theo phiền phức lắm. Nhớ. Còn khi chúng ta đi chùa, chúng ta mang một đôi dép đơn giản thôi, có thể một đôi dép Lào cũ đồ cũng được, rất là tiện. Tiện lắm quý vị, không cần phải giữ gìn quá nặng nề để mình yên tâm mình lo tu. Đó, thì ở dưới Di Đà đợt này những đức cũng có đặt tượng Di Đà cũng nhiều á. Thì ngay dưới Di Đà đặt tượng Di Đà để tặng cho quý Phật tử khắp nơi về, quý vị có nhu cầu
thỉnh tượng Di Đà để về thờ. Pho tượng rất là đẹp. Những đức không có kêu gọi ai cả, những đức chỉ là thấy rằng mình có thể làm được chỗ này, thì những đức khi đã đặt rồi thì những đức có thể trả tiền được, thì những đức đặt là tính vào trong túi của mình có tiền như vậy, mình đặt tượng như vậy và tặng cho quý Phật tử. Đó, khi những đức nói chuyện như vậy, những đức nêu lên để khi mình nghe được mình muốn thỉnh tượng Di Đà ngay ngày lễ viết Phật A Di Đà thì mình biết rồi. Vì là tổ đình hộ pháp chuyến này đặt tượng Di Đà, chuyến này mình lỡ mình tu xong mình sẽ thỉnh một pho tượng Di Đà về nhà mình để mình trang trí bàn thờ ở nhà. Mỗi ngày sớm tối mình tụng kinh niệm Phật, lễ Phật ở gia đình, thì vậy thì gia đình mình rất là ấm áp. Đó là chỗ mà những đức nêu lên để chúng ta cùng đến đây. Nếu sắp xếp được thì mình đi đến đây để tu tập, để cộng lực tu hành và nghe thêm đạo pháp, phát lên tín tâm niệm Phật để mà cầu sanh về thế giới cực lạc. Nên á, người trong chùa mình á, mỗi một người chúng ta đó, quý vị biết rằng á, những đức ở đây sắp xếp á, đạo tràng á, những đức rất là chú trọng cái nơi mà mình cùng ở vậy nè. Mà những đức nói có những văn tự mà nó quá đơn giản. Thí dụ như những đức nói là những đức rất là chú trọng căn nhà mình đang ở. Đúng ra nói rằng là chú trọng cái ngôi chùa mình đang ở. Nhưng mà những đức thường nói câu là chú trọng cái căn nhà mình đang ở. Quý vị biết rằng những đức là người ít học, nên văn tự của những đức nói nó thô câu và rất đơn giản, của người miền quê mùa dốt nát. Nên những văn tự những đức nói ra đó thì một số vị học giả hết sức thông cảm giùm. Những đức thì có duyên chia sẻ Phật pháp, nhưng mà mình thì là người thiếu học, nên lời nói của mình có khi cũng thô câu và nói những câu cũng quý vị nghe thấy rằng ông thầy này nói sao không có danh từ, hoặc là nói những câu nói mà thiếu tế nhị quá. Thì nếu quý vị mà không đủ duyên nghe thì thôi, mình đừng nên nghe. Còn nếu mình đủ duyên nghe thì tùy duyên. Nhưng mà những đức cũng nói cho một số người nghe mà người ta cảm thấy rằng người ta nói rằng dễ hiểu. Nên những đức nói có những cái câu mà rất là đơn giản, như ngôi chùa mà những đức nói là những đức rất là chú trọng căn nhà mình đang ở. Những đức nói vậy, thật sự mà nói trong lòng những đức cũng có cái ý như vậy. Vì căn nhà thì rất nhiều căn nhà, nhà nhiều hơn chùa. Nên những đức muốn nói căn nhà để cho cái sức ảnh hưởng của căn nhà của mỗi người ngoài thế gian nhiều hơn. Nên những đức nói là căn nhà, nên gọi là chú trọng người đang ở trong nhà này, là ý muốn nói để cho những người ở ngoài xã hội nên chú trọng những người trong gia đình của mình đang ở, thành viên vài người đó. Quý vị để ý thấy đi, trong ở đây 400 người, nhưng cách sắp xếp của những đức là gì quý vị biết không? Là một gia đình đoàn kết. Thật lòng muốn sắp ra một gia đình đoàn kết bằng cách nào? Là gia đình này không có ai giữ tiền. Không có ai giữ tiền mới đoàn kết được. Không có ai có của cải riêng, không có của cải riêng mới đoàn kết được. Chúng ta nghe chú ý để ý đi, sẽ biết. Không có ai xài điện thoại, vì không xài điện thoại sẽ không biết nguồn tin tùm lum, đủ chuyện phù phiếm, nên nhất định tâm sẽ thuần tịnh từ từ. Những cái điểm này mà hiện tại ngôi chùa mình đang là, những đức có dùng mạng để nói chuyện đưa lên, nhưng những đức mấy ngày nay những đức đã nói với mấy anh em làm chung là tuyệt đối phải cắt đứt vị trí khi bấm lên coi bất cứ một chương trình nào ngoài vị trí mình đang sắp xếp. Không bao giờ coi cái gì hết ở bên ngoài hết luôn. Đây là chỗ mà người ta cũng cho những đức một tư tưởng. Những đức khi mà cái gì cái là những đức thấy mình phải cảnh tỉnh hơn nữa. Không coi, đừng coi, đừng coi để đừng biết. Không biết luôn. À, rất là hay. Từ nào đó mà đại chúng trong chùa phải biết rằng là cái cách mà để mình ở đây đoàn kết được là những cái thứ đó mình đừng nên dùng thì nó mới đoàn kết. Quý vị để ý đi. Thí dụ như một số nơi đi mà là do không quản lý được chỗ này nên nhân sự bên trong nó chia ba xẻ bảy hết chứ. Thí dụ như người này cũng có một số của cải, người kia cũng có một số của cải, người này có một chiếc xe, người kia cũng muốn có chiếc xe. Như vậy thì nó trở thành đấu đá và nó chia ba xẻ bảy trong một cái tập thể sống, nó không đoàn kết được quý vị. Ở đây những đức thấy sống rất là vui, là vì con người trong đây họ không có tiền.
Khi ăn thì cùng ăn chung với nhau, từ trên tới dưới đều ngồi chung với nhau. Khi tu quý vị để ý, đi đến đây đi, quý vị để ý nè, thì chỗ này những đức làm, những đức chia sẻ thôi, quý vị thấy không có buổi nào mà hai thời sáng tối mà những đức không lên đây. Rồi thờ khóa nấu ăn của những đức và rửa chén thì rất nghiêm túc. Đây chúng ta khỏi cần nói đùa gì hết, tại vì nó nghiêm túc suốt mấy năm chờ, nó là như vậy. Tất cả những người cộng tu về đây quý vị để ý rất rõ ràng, và ngôi chùa mình ở đây quý vị để ý rất rõ ràng, có ai xin tiền quý vị hay không. Tại vì sao? Có tiền cũng không xài được. Nên cách này là cách để mà giúp cho đại chúng của mình đoàn kết thương yêu nhau. Nên những đức rất là mong tất cả các anh em, các chị em trong đây, quý vị thấy những lời những đức nói không? Anh em chị em, câu này không phải là câu trong chùa nói đâu, mà những đức là người quê mùa dốt nát nên nó dùng những câu vậy đó. Anh em chị em, nhưng mà có những người người ta nói rằng thầy nói những câu con thấy gần gũi quá. Anh em chị em, những đức lại thích nói những câu như vậy. Xin quý vị hết sức thông cảm giùm, đừng nói rằng ông thầy này sao ông nói kỳ vậy? Anh em chị em như người ngoài thế tục vậy đó. Thế tục gì, chúng ta thật sự mà nói đều là phàm phu tục tử không á mà. Đừng nên vẽ tranh nữa làm gì. Phải chấp nhận điều này thôi, phải nhớ. Nên chúng ta sống trong đây, từ cha mẹ anh chị em sống chung với nhau, chúng ta phải thương yêu nhau. Một tháng một lần những đức tổ chức chương trình sinh hoạt là để làm chi? Để nó nói cái sợi dây tình cảm này càng gần lại. Chúng ta nói đi tu mà tình cảm làm sao được giảng sanh? Trước nhất chúng ta cảm thấy một tập thể sống vui và có thể gần gũi giữa con người với con người. Khi chị em tổ chức sinh hoạt, chị em nữ một ngày một tháng làm việc, chúng ta có một buổi này cùng ngồi sát lại bên nhau, chị em nữ cùng ngồi sát lại bên nhau, các anh em nam ngồi sát lại bên nhau, các chư tăng ngồi lại bên nhau, các cụ ngồi lại bên nhau, quý Phật tử ngồi chung bên nhau. Quý vị thấy cái tình người này nó quá đặc biệt, quá đặc biệt rồi đó. Nên đây là cái điều mà những đức thấy nó gần gũi quý vị à. Nếu là nhà nào cũng như vậy, tập thể nào cũng như vậy, như vậy thì quý vị nghĩ cái đất nước chúng ta, xã hội chúng ta sẽ như thế nào? Chắc chắn rằng là thái bình thịnh trị, đúng không? Những điều những đức nói đều có tư tưởng, và những đức chia sẻ rất chân thật, là những đức có một ý nghĩ như vậy, như đức làm. Nên chia sẻ lên như vậy, chúng ta mỗi một gia đình ngoài thế gian nghe được, phải nhớ phải hâm nóng tình nghĩa trong gia đình. Đừng có lo kiếm tiền mà chúng ta xa gia đình mình quá. Có tiền nhưng mà gia đình có vấn đề thì đồng tiền nó không có bù cái quả hại trong gia đình đâu quý vị à. Phải hết sức cảnh giác nghe không? Còn thật sự mà nói, người chúng ta ai cũng có nghiệp nặng hết. Đừng có nói rằng là người nữ trẻ hay là nam gì, ai cũng có nghiệp mới đến khỏi ta bà này. Nhưng mà người ta có duyên vô chùa, người ta tu. Thật sự mà nói quý vị coi, chùa của mình không xài điện thoại, không giữ tiền, không đi đâu chơi hết. Các cô trẻ trong chùa mình, dù là nghiệp nó nặng cỡ nào nặng, nhưng mà nó vô đây tóc dài nó dám cắt liền. Điều này cũng là điều quý lắm mà, đúng không các cô? Rồi thời gian từ từ nó gọt từ, rồi nó cạo đầu luôn. Dù là nghiệp nặng gì, ai mà nghiệp không nặng, ai mà tâm không dục, nam hay nữ gì mà không dục vọng. Mình là người tu, mình đừng có đổ thừa một khía. Thí dụ như mình nói rằng tại người nữ làm cho người tăng động tâm, người nam động tâm, tầm bậy. Chúng ta là người tu hành, mình tu mình lo mình tu. Còn mình động là do tại mình phải nói rằng là do tại mình chứ. Chứ tại sao nói là tại người ta? Mình đã phát tâm đi tu là mình có tâm giải thoát, vì sao mình nói tại người ta mà mình động tâm? Thí dụ như các ông tăng này động tâm, mấy ông phải tự kiểm lại, mấy ông cảm thấy hổ thẹn chứ. Như những đức động tâm thì những đức nói rằng mày kỳ quá những đức à. Mày hướng dẫn người ta vậy mà mày động tâm với người ta, mày yêu người ta vậy, kỳ quá những đức. Mày phải cố gắng vượt lên mày. Nhưng mà tôi cũng không có nặng nề gì, tôi nói tôi là phàm phu nên tôi sẽ cố gắng tôi vượt qua. Vậy thì từ từ sẽ được. Phải nhớ rằng ở thế gian này chúng ta tránh đi đâu bây giờ. Còn nếu tìm bậc A-la-hán thì hiện tại trong
Cái thờ mạt pháp này quý vị tìm không ra một vị A-la-hán nào hết. Thờ tượng pháp còn có những bậc A-la-hán, còn thờ mạt pháp quý vị không tìm ra được bậc A-la-hán. Chúng ta là đều là phàm phu, dù là có Bồ Tát cũng thể hiện giống cái cảnh phàm phu này nè. Nên sống trong cảnh phàm phu, người phát tâm đi tu là được rồi. Chúng ta giúp được thì giúp, đừng có nói là nam hay nữ gì. Từ khi họ vô chùa họ không lo tu thì chúng ta theo vị trí đó mà sắp xếp đó. Nên á, những đức thường đọc cái bài thơ của ngài Thanh Sĩ: tôi có tình yêu rất đậm nồng, yêu đời yêu lặng cả non sông. Tình yêu chan chứa như vàng vũ, không chỉ yêu riêng khách má hồng. Nếu khách má hồng muốn được yêu thì trong tâm trí hãy say chiều, hướng về phục vụ cho tam bảo, sẽ gặp tình tôi trong khói yêu. Ta đã đa mang một mối tình, dường như thờ hải với sông Minh. Tình yêu mà chẳng yêu ai cả, yêu khắp muôn loài lẫn chúng sanh. Người ta có thể quy hướng về tam bảo thì mình giúp được thì giúp. Đừng có nói một khía, nói như vậy vẫn là không thông. Mình nói như vậy người ta cười chế mình chết. Mình lo quản lý chính mình, quản lý nhân sự của mình thì tốt hơn nhiều. Ở đây những đức 5 năm cũng có chú nào nói rằng động tâm mà bỏ đi. Ông bỏ đi, ông cảm thấy hổ thẹn, ông nói làm chi nữa. Ông động tâm người, ông bỏ đi là ông hổ thẹn. Chúng ta là phàm phu, cảnh gì mà không động. Động thì cố gắng mà tu để vượt qua động. Như vậy thì mới là bậc trưởng phu. Nam nữ gì cũng vậy, nữ cũng là trưởng phu mà nam cũng là trưởng phu. Tụng trong 48 nguyện Đức Phật A Di Đà đi rồi biết. Nên chúng ta tu lâu như vậy, tại sao không nhận thức? Đừng có nói tầm bậy, có khi chúng người ta cười chê mình. Nên tốt nhất những kẻ ngốc như những đức lỡ nói sai người ta không cười. Nhưng những người mà chúng ta đã tu lâu rồi mà còn nói bậy thì người ta rất cười chê mình. Phải nhớ, như những đức nói tầm bậy không ai cười, vì những đức từng nói mình là kẻ ngốc, người thô thiển, người không có đức hạnh gì hết. Thì tôi nói sai chuyện này là bình thường, chúng cũng không nên tin tôi làm gì cả. Chúng ta đi đường dài mới biết ngựa hay ngựa giỏi. Nên chân thật mà đi trên đoạn đường này, có duyên thì làm, không có duyên thì nghỉ. Phải nhớ, phải cảnh tỉnh mình. Nhớ, tôi nói bậy một câu không sao đâu, vì tôi là kẻ tầm bậy, tôi chấp nhận chỗ này. Nếu quý vị là người không phải tầm bậy, tốt nhất nên chân thật lo niệm Phật là tốt nhất. Chúng ta chắp tay lên hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. A-di-đà-phật 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 A Di Đà Phật 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 A Di Đà Phật
Nam mô A Di Đà Phật. 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 Nam mô 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 A Di Đà Phật. 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 A Di Đà Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Di Đà Phật. A 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 Di Đà Phật.